Hello, xin chào anh em. Lại một tuần nữa trôi qua và mình trở lại với chuyên mục hỏi đáp hàng tuần. Thì hôm nay là tối thứ ba đúng không nhỉ? Thì chúng ta sẽ vào chuyên mục luôn đi, mình sẽ không dài dòng nữa. Và câu hỏi đầu tiên đến từ bạn ạ, Tân Nguyễn. Giới thiệu giúp cho em một màn hình dưới 5 triệu, ưu tiên thiết kế ạ. Thiết kế ở đây của bạn là làm thiết kế hay là thiết kế đẹp? Hay là mình sẽ tư vấn cho bạn cả hai trong một đi. Thì là khi nhắc tới mẫu màn hình liên quan thiết kế mà phải đẹp tinh tế, là auto là đeo đúng không? Thì đúng rồi, hôm nay mình cũng tư vấn cho bạn đeo. Ví dụ như mẫu đeo U2419 và mẫu màn hình nữa đến từ HP. Link của sản phẩm mình sẽ để ở phần mô tả của video. Và trước đây mình đã có một video về sản phẩm này rồi. Tiếp tục là câu hỏi của bạn ạ, AIC Kiri. Ngoài lề xíu, RX570 dùng nguồn nào ổn ạ? Tối thiểu là từ 450W bạn nhé. 450W ở đây là công suất thực nhé. Anh em lưu ý một chút, phải là công suất thực. Rồi, chúng ta sẽ chuyển tới câu hỏi của bạn ạ, Lâm Lê. Cho mình hỏi giải pháp dùng một máy vừa livestream vừa chơi game có gắn thêm capture card nhưng xuất ra hai màn hình có được không ạ? Một màn để chơi game, một màn kia để xem thông tin livestream. Nếu như bạn muốn xuất hai màn hình ấy thì cách đơn giản nhất là cắm vào cổng xuất hình ở đằng sau mẫu VGA, thế là được hai màn hình rồi. Còn cái capture card ấy dùng để khuếch đại tín hiệu để livestream thôi nhá. Bạn hãy lưu ý một chút về cái vấn đề này. Bạn Tai Tai có hỏi, cho em hỏi vì sao RX590 lại ít bán ở Việt Nam? Đây là một câu hỏi mình thấy tương đối là thú vị. Bởi vì khi RX590 ra mắt ấy, thì đa số đều bị các bác nông dân cày coi quất hết rồi. Kiểu trước khi bên tay người dùng là vào luôn các trang trại cày coi rồi. Nhưng mà hiện nay tình trạng đó đã không còn nữa. Và anh em có thể mua được những các mẫu cả đồ họa RX590 mới nhá. Ngay tại An Phát bán rất nhiều các sản phẩm, link mình sẽ để ở phần mô tả video. Anh em mua nhanh nhá, không hết đâu. Bởi vì RX590 hiện tại có hiệu năng chi ra thành tốt nhất hiện nay rồi. Rồi, bạn Quentin i5-9400 cắm B365 khác gì với B360? Nó chẳng khác gì nhau cả. Nếu như bạn dùng các kiểu nhu cầu thông thường ấy, cắm vào nó y hệt nhau, không khác một cái gì cả. Tuy nhiên, cái điểm khác nhau ở hai mẫu chipset này đó chính là B365 hỗ trợ đến 20 làn PCIe, còn B360 hỗ trợ 12 làn thôi. Nhưng mà tuy nhiên dùng bình thường thì cũng không phải quan trọng vấn đề này đâu. Bạn Dung Hoãng có hỏi 2020 rồi dùng 8GB RAM có ổn nữa hay là không? Mình vẫn thấy là cái câu hỏi của bạn nó kiểu hơi chung chung quá. 8GB của RAM là bạn dùng theo nhu cầu văn phòng này, chơi game này hay làm một cái gì đó. Nhưng mà mình sẽ trả lời thế này, nếu như dùng các nhu cầu gọi là văn phòng này, làm Word này, Excel này, lướt Facebook nhẹ nhàng cho bố mẹ hoặc là một số các bạn ở trong kiểu trường học ấy, thì 4GB RAM đến 8GB RAM thì vẫn dùng một cách hoàn toàn ổn, chỉ cần có SSD là được. Và nếu như chơi game nhẹ ấy, thì 8GB RAM vẫn có thể chơi hoàn toàn ok. Còn nếu như bạn có thêm các nhu cầu livestream này, chơi game nặng này và mở nhiều tab Chrome trong một buổi tối chẳng hạn, thì 16GB RAM là một điều bạn nên cân nhắc khi lúc mua máy. Cần cuối cùng là câu hỏi của bạn Tùng Teng. Giờ mua i7-7700K liệu có lỗ quá hay không? Hay chuyển sang i5-9400F mới vậy? Có thể là bạn không biết hoặc là không có hoặc không. Thì ngày xưa combo huyền thoại để chiến tất cả các tựa game là i7-7700K với GTX 1080. Mình thấy i7-7700K hiện tại vẫn rất là tốt. Nó có 4 nhân. Tuy nhiên thì điểm mạnh của Intel đó chính là việc đơn nhân. Khi mà con 7700K này đơn nhân của nó rất cao, xung nhịp ấy, 1.5GHz cơ mà. Nếu như mà so sánh với i5-9400 thì có khả năng mình sẽ lựa chọn cân nhắc một chút là i5-9400. Còn nếu so với 9400F thì mình sẽ vẫn lựa chọn i7-7700K, trong điều kiện bạn không quan tâm tới vấn đề chênh lệch giá tiền. Cuối cùng là câu hỏi của bạn Minh Nguyễn Duy. Mua online rồi ship về tỉnh Nghệ An có ổn không vậy? Áp, mình định mua một bộ lắp sẵn cộng màn mà sợ vận chuyển lắc mạnh quá hỏng mất. Cái này bạn không phải lo đâu, bạn cứ việc mua hàng, còn việc ship hàng hãy để An Phát lo nhé. Anh em nhớ bấm like, share và subscribe cho kênh YouTube của An Phát Computer. Và đừng quên trong tháng 1 này, An Phát đang có rất nhiều các chương trình khuyến mãi. Thì link của các chương trình này mình sẽ để ở phần mô tả của video. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video sau.